chí thân mến, hôm nay đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Đảng ta khai mạc giữa lúc toàn dân ta vui vẻ chào mừng ngày kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đại hội Đảng ta lần này có hơn 500 đại biểu thay mặt 50 vạn đảng viên trong cả nước, tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng ta trong 30 năm nay. Thay mặt Trung ương, tôi thân ái chào mừng các đồng chí, chào mừng tất cả các đảng viên yêu mến của chúng ta, chào mừng đại biểu Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ và các bạn, các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc. Đại hội Đảng ta lần này rất vui sướng và nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí đại biểu của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Lao động Albania, Đảng Cộng sản Hungary, Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan, Đảng Xã hội Thống nhất Đức, Đảng Xã hội Nhân dân Hungary, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Đảng Công nhân Thống nhất Rumani, Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Indonesia, Đảng Cộng sản Nhật, Đảng Cộng sản Canada và các Đảng Cộng sản anh em khác. Các đồng chí đã vì tình nghĩa quốc tế cao cả mà đến dự đại hội của chúng ta và mang đến cho chúng ta tình thân ái của các đảng anh em. Thật là quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Thay mặt đại hội, tôi thân ái tỏ lời hoan nghênh anh em công nhân, nông dân, trí thức, các đơn vị bộ đội, cán bộ các cơ quan, các cháu thanh niên và nhi đồng đã hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng và quốc khánh lần thứ 15. Các đồng chí thân mến, 30 năm qua, nhiều đồng chí và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh cho cách mạng. Trong kháng chiến, biết bao liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. 6 năm nay, ở miền Nam ta, biết bao chiến sĩ dũng cảm cũng đã hy sinh cho dân tộc ta, đảng ta và đồng bào ta tưởng nhớ mãi mãi những người con ưu tú đã phấn đấu đến cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Tôi đề nghị chúng ta mặc niệm một phút. Các đồng chí, từ đại hội đảng lần thứ 2 đến nay đã hơn 9 năm. Trong 9 năm qua, chấp hành đường lối của đại hội lần thứ 2, đảng đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến cực kỳ gian khổ và anh dũng. Đại thắng oanh liệt Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp gây ra và được đế quốc Mỹ chấp thuận. Hiệp nghị Geneva đã được ký kết, hòa bình được lập lại ở Đông Dương trên cơ sở
các nước công nhận chủ quyền độc lập, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta. Miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, nhưng đến nay đã 6 năm mà nước ta vẫn chưa được thống nhất như Hiệp nghị Geneva đã quyết định. Chính phủ và nhân dân ta trước sau vẫn thi hành nghiêm chỉnh hiệp nghị đã ký kết. Song mì diệm thì cố tình chia cắt nước ta, trắng trợn phá hoại Hiệp nghị Geneva, cho nên miền Nam nước ta vẫn còn phải sống đau khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chúng. Vì vậy, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh để hòa bình thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam ra khỏi cảnh lửa bỏng nước sôi. Cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào ta ở miền Nam vẫn tiếp tục sâu rộng và mạnh mẽ. Miền Nam rất chính đáng đi danh hiệu vẻ vang là thành đồng tổ quốc. Từ khi hòa bình lập lại ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng, đã chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là một chuyển biến có ý nghĩa to lớn của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc cải cách ruộng đất đã hoàn thành thắng lợi, đã giải phóng đồng bào nông dân lao động, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng. Chúng ta đã thành công trong công cuộc khôi phục kinh tế và đang hoàn thành thắng lợi kế hoạch 3 năm phát triển kinh tế và văn hóa. Chúng ta đã giành được thắng lợi có tính chất quyết định trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa về nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư nhân. Chúng ta đã thu được nhiều thành tích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, trong sự nghiệp văn hóa giáo dục và nâng cao một bước đời sống của nhân dân ta. Miền Bắc nước ta đang ngày càng củng cố thành cơ sở vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Những thắng lợi to lớn của 9 năm qua đã chứng tỏ đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng ta là vẻ vang. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước đã từng bị đế quốc áp bức bóc lột. Đảng ta xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân ta từ Bắc đến Nam. Đảng ta có thể tự hào là người kế tục những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, là người mở đường cho nhân dân ta tiến lên một tương lai rực rỡ. Các đồng chí thân mến, tất cả những thắng lợi đó không phải là công lao riêng của Đảng ta, đó là công lao chung của toàn thể đồng bào ta trong cả nước. Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác Lênin. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam còn là do nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc đã hết lòng giúp đỡ. Nhân dịp này, chúng ta nhiệt liệt tỏ lòng biết ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta cũng thành thực tỏ lòng biết ơn đối với các đảng anh em khác, nhất là Đảng Cộng sản Pháp đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Chúng ta chân thành cảm tạ các dân tộc thuộc địa và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đã luôn luôn đồng tình và ủng hộ chúng ta.
lịch sử 30 năm đấu tranh của Đảng đã dạy chúng ta rằng thâm niềm chủ nghĩa Mác Lênin tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp vô sản và của dân tộc, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự đoàn kết nhất trí giữa các đảng cộng sản, giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Đó là cái bảo đảm chắc chắn nhất cho cách mạng thắng lợi. Từ trước tới nay Đảng ta đã làm đúng như thế, mà từ nay về sau Đảng ta nhất định làm đúng như thế. Các đồng chí thân mến, Đảng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn, nhưng không phải là không có sai lầm. Song chúng ta đã không hề che giấu sai lầm, trái lại chúng ta đã thật thà tự phê bình và tích cực sửa chữa. Thắng lợi đã không hề làm cho chúng ta say sưa, tùy mãn. Ngày nay với những kinh nghiệm của chúng ta và những kinh nghiệm của các đảng anh em, chúng ta quyết tâm phấn đấu để tiến lên nữa, tiến lên mai. Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Quyết định của đại hội sẽ hướng dẫn toàn đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cho miền Bắc nước ta có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa khoa học tiên tiến, làm cho nhân dân ta có một đời sống ngày thêm no ấm vui tươi. Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhân dân ta đã anh hùng trong kháng chiến thì nhất định cũng anh hùng trong lao động xây dựng tổ quốc. Nhất định chúng ta sẽ xây dựng được chủ nghĩa xã hội vẻ vang trên miền Bắc nước ta. Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đại hội lần này sẽ soi sáng hơn nữa con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta nhằm hòa bình thống nhất đất nước. Dân tộc ta là một, nước Việt Nam ta là một, nhân dân ta nhất định sẽ vượt tất cả mọi khó khăn và thực hiện kỳ được thống nhất đất nước Nam Bắc một nhà. Các đồng chí thân mến, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành phần trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô Vĩ Đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á, ra sức góp phần tăng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ thống thế giới hùng mạnh, vững chắc như lũy thép thành đồng. Nhân dân ta vô cùng phấn khởi trước những thành công vĩ đại của Liên Xô trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản và những thắng lợi to lớn của Trung Quốc và các nước xã hội anh em khác trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta nhiệt liệt ủng hộ chính sách ngoại giao hòa bình và chủ trương giải trừ quân bị của Liên Xô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta nhiệt liệt ủng hộ chính sách ngoại giao hòa bình và chủ trương giải trừ quân bị của Liên Xô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta cũng rất vui mừng trước những thắng lợi của dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin trong cuộc đấu tranh vĩ đại chống bọn đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ. Rõ ràng là lực lượng hòa bình dân chủ, độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã mạnh hơn hẳn phe đế quốc.
nhân dân thế giới đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh tích cực thì nhất định có khả năng ngăn ngừa chiến tranh thế giới, thực hiện hòa bình lâu dài. Cuộc đấu tranh kiên quyết của các dân tộc bị áp bức nhất định sẽ đánh bại bọn đế quốc thực dân. Chủ nghĩa xã hội cuối cùng nhất định sẽ toàn thắng khắp thế giới. Trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại ấy, sự đoàn kết giữa lực lượng các nước xã hội chủ nghĩa và sự đoàn kết nhất trí giữa các đảng cộng sản và các đảng và đảng công nhân tất cả các nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Chúng ta tin rằng các đảng cộng sản và đảng công nhân từ nay về sau sẽ củng cố hơn nữa sự đoàn kết của các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và các đảng cộng sản và đảng công nhân sẽ bảo vệ sự thống nhất của mình như bảo vệ con ngươi của con mắt trong cuộc đấu tranh cho hòa bình và an ninh của tất cả các dân tộc, cho sự toàn thắng của sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa Marx Lenin. Ngày nay bọn đế quốc không thể làm mưa làm gió như trước nữa, nhưng ngày nào còn bọn đế quốc thì nguy cơ chiến tranh vẫn còn. Bản tuyên bố của hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và đảng công nhân các nước xã hội chủ nghĩa năm 1957 ở Moscow đã nhắc nhở chúng ta rằng các đảng cộng sản coi cuộc đấu tranh cho hòa bình là nhiệm vụ hàng đầu của mình. Nhân dân tất cả các nước cần phải giữ gìn tinh thần cảnh giác cao độ đối với nguy cơ chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc gây ra, và cần nhớ rằng sự đoàn kết các lực lượng yêu nước và dân chủ càng rộng rãi và vững mạnh bao nhiêu thì thắng lợi của cuộc đấu tranh chung càng được bảo đảm chắc chắn thắng lợi bấy nhiêu. Nhân dân ta đã từng đau khổ vì bản đế quốc và ngày nay còn bị mi diệm chia cắt đất nước dày xéo miền Nam. Ngày nào mà chưa đuổi được bọn đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta thì chưa giải phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ diệm thì nhân dân ta vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Bởi vậy không thể nào tách rời cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thống nhất đất nước với cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Trong công cuộc đấu tranh chung để bảo vệ hòa bình và độc lập dân tộc ở Đông Dương, nhân dân Việt Nam ta kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào hiện nay nhằm chống đế quốc Mỹ, nhằm đưa nước Lào lên con đường hòa hợp dân tộc, độc lập thống nhất và hòa bình trung lập. Chúng ta thành tâm mong rằng quan hệ hữu nghị giữa nước ta và các nước láng giềng, trước hết là Campuchia và Lào, được xây dựng và phát triển tốt. Các đồng chí thân mến, sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới hiện nay đang đặt ra trước mắt đảng ta những nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang. Để bảo đảm thắng lợi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sự sức chiến đấu của toàn đảng ta, phát huy hơn nữa tác dụng lãnh đạo của đảng ta trên mọi mặt công tác. Từ trước tới nay, đảng ta đã cố gắng liên hệ chặt chẽ chủ nghĩa Marx Lenin với thực tế cách mạng Việt Nam. Cán bộ và đảng viên ta nói chung đều có phẩm chất cách mạng tốt đẹp, nhưng chúng ta còn nhiều khuyết điểm như mình chủ quan, chủ nghĩa giao điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, tác phong quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, vân vân. Những khuyết điểm ấy ngăn trở sự tiến bộ của các đồng chí ta. Chúng ta phải ra sức học tập chủ nghĩa Marx Lenin,
tăng cường giáo dục tư tưởng trong đảng, đấu tranh khắc phục những khuyết điểm nói trên. Phải nâng cao hơn nữa tính giai cấp và tính tiên phong của đảng, tăng cường không ngừng mối liên hệ giữa đảng và quần chúng. Phải biết đoàn kết mọi người yêu nước và tiến bộ để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Phải ra sức học tập có sáng tạo kinh nghiệm của các đảng anh em. Chúng ta tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Chúng ta phải khiêm tốn như Lenin đã từng dạy. Đại hội đảng ta lần này sẽ bầu ra ban chấp hành trung ương mới của đảng. Chúng ta tin chắc rằng với ban chấp hành trung ương mới, toàn đảng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, động viên mạnh mẽ hơn nữa nhân dân cả nước đấu tranh thực hiện mục tiêu vĩ đại. Trước mắt là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Để kết thúc lời khai mạc, tôi đề nghị chúng ta hô khẩu hiệu chủ nghĩa Mác Lênin vĩ đại muôn năm, muôn năm, muôn năm, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam anh hùng muôn năm, muôn năm, muôn năm, đảng lao động Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm. Sự đoàn kết nhất trí giữa các đảng anh em và sự đoàn kết nhất trí trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại muôn năm, muôn năm, muôn năm. Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh muôn năm, muôn năm, muôn năm. Hòa bình thế giới muôn năm, muôn năm, muôn năm.